Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta vừa thắng Campuchia tỷ số 4-0 và ngay sau đây là thông tin mới nhất chúng tôi cập nhật. Đả bại Campuchia 4 bàn không gỡ, Việt Nam ngậm ngùi xếp nhì bảng. Khi tuyển Việt Nam cần, Quang Hải tỏa sáng đúng lúc. Và lần này cũng vậy, vẫn là Quang Hải thần thánh, song như vậy cũng là chưa đủ. Khởi đầu như mơ, Campuchia nói là làm trước đối thủ hàng đầu Đông Nam Á như Việt Nam. Đội bóng này vẫn chơi tấn công bởi đơn giản họ không thể giữ xe buýt như cách Indo từng làm để cầm hòa thầy trò ông Park ở trận trước. Đối đầu Campuchia, trước cơ hội cuối cùng để tung cầu thủ dự bị vào sân cọ sát, thầy Park quyết định dùng đội hình mạnh nhất để cẩn tắc vô áy náy khi kém Indo một bàn hiệu số. Và ở bảng A, Thái Lan lấy ngôi đầu sau trận thắng 2-0 trước Singapore. Tấn Trường thay Nguyên Mạnh trong khung thành và Tấn Tài thay Văn Thanh ở biên phải là hai trong số những thay đổi của thầy Park dành cho học trò. Trên hàng tiền vệ, Quang Hải kéo về vị trí trung tâm kết hợp cùng Hoàng Đức, Văn Đức kiểm soát khu vực giữa sân, hỗ trợ Tiến Linh và Công Phượng ghi bàn. Lựa chọn ấy của thầy Park cực kỳ hợp lý khi chính Quang Hải với đường truyền đầy sự đột phá ngay phút thứ tư đặt Tiến Linh vào thế đối mặt với thủ thành Campuchia, dễ dàng hạ gục đối phương để mở tài khoản ở AFF Cup 2020. Có bàn thắng khai màn, Tiến Linh tiếp tục bừng sáng với bàn thắng thứ hai từ cú sút xa cực kỳ hiểm hóc, khiến thủ thành Keo Soksela phải thêm lần bất lực vào lưới nhặt bóng phút 27. Chưa đầy 10 phút sau, bàn mở tỷ số của Tiến Linh. Trên sân Busan, Malaysia có bàn thắng vào lưới Indo, khiến con đường lấy ngôi đầu bảng để tránh Thái Lan ở bán kết mở rộng hơn bao giờ hết. Xong, sau bàn thắng nâng tỷ số 2-0 của Việt Nam, Indo chỉ cần 7 phút cuối hiệp ghi hai bàn liền, tái chiếm ngôi đầu bảng, đặt thầy cho ông Park vào thế khó. Với hai sự thay đổi ở đầu hiệp 2, Văn Thanh và thay Hồng Duy để quản cánh trái, Xuân Trường và thay Công Phượng đẩy Quang Hải lên gây sức ép, Hồng kiếm thêm bàn thắng lấy lại ngôi đầu. Thầy Park thực hiện quyết tâm không để trận hòa Indo làm khó. Chưa kịp ghi bàn, Việt Nam bị dội gáo nước lạnh ở trận đấu cùng giờ. Indo tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số 3-1. Lúc này, học trò ông Park ghi thêm hai bàn nữa mới lật đổ được đối phương từng cầm hòa mình thành công ở lượt đấu trước. Sự lựa chọn của thầy Park lúc này đẩy Quang Hải lên cao cho thấy ông không hổ danh là phù thủy. Phút 55, Hải bấm bóng đẹp mắt từ cánh phải cho Tiến Dũng bật cao đánh đầu, đập đất tung lưới Campuchia. 2 phút sau, đích thân người tiền vệ Đông Anh thực hiện cú cứa lòng quen thuộc từ cánh phải, nâng tỷ số 4-0 cho Việt Nam. Lúc này, ngôi đầu bảng chính thức nằm trong tay thầy trò ông Park. Phút 80, Tuấn Anh được tung vào sân thay Hoàng Đức. Trước đó, phút 66, Văn Toàn được tung vào sân thay cho Phan Văn Đức. Phút 82 trên sân Busan, Indo có bàn thắng nâng tỷ số 4-1 đẩy Việt Nam xuống ngôi nhì bảng lần nữa. Áp lực ghi bàn đặt lên vai cầu thủ. Thầy Park quyết định tung Đức Trinh và thay Quang Hải. Phút 88, Đức Trinh thực hiện cú căng bóng cực đẹp đi ngang khung thành. Song cả Tiến Linh và Văn Toàn đều không thể chạm bóng để cơ hội trôi qua rất đáng tiếc. Với 3 trận thắng, 1 hòa, ghi 9 bàn, không để lọt lưới bàn nào. Song rốt cuộc thầy trò ông Park đau đớn nhận ngôi nhì bảng sớm đối đầu Thái Lan ngay trận bán kết. Đáng tiếc nhưng đó là cái giá phải trả cho trận hòa bất lực trước một Indo cuột cường ở trận trước. Tiến Linh đã ghi cú đúp trong trận này, Bùi Tiến Dũng ghi bàn phút 55, Quang Hải phút 57. Cựu tuyển thủ Việt Nam, huấn luyện viên Park chọn phương án an toàn là chính xác. Cựu trung vệ Mạnh Dũng cho rằng thầy Park Hang Seo đã chính xác khi chọn phương án an toàn cho Việt Nam ở trận gặp Campuchia. Việt Nam xuất phát với đội hình gần như mạnh nhất, Tiến Linh trở lại đội hình xuất phát trong khi Tuấn Anh được cất trên băng ghế dự bị. Người thay thế vị trí tiền vệ người Thái Bình là Quang Hải. Hậu vệ Hồ Tấn Tài trở lại đội hình xuất phát sau 2 trận ngồi ngoài. Cựu trung vệ tuyển Việt Nam nêu quan điểm: đừng nghĩ có trận thắng dễ dàng trước Campuchia, Việt Nam có khả năng thua trận và bị loại. Vì thế thầy Park chọn phương án an toàn là chính xác. Ông ấy không thể liều lĩnh để những cầu thủ trẻ hay ít thi đấu vào sân mà phải dùng bộ khung đủ tốt để đảm bảo cơ hội đi tiếp. Ngoài sự thay đổi nói trên, Tấn Trường cũng quay trở lại đội hình xuất phát. 3 trận trước, Nguyên Mạnh được tin tưởng cho vị trí trấn giữ khung thành Việt Nam. Nhìn lại hành trình vừa qua của tuyển Việt Nam, cựu cầu thủ này cho rằng Lào và Malaysia, hai đội bóng bại trận trước Việt Nam đều gặp những vấn đề. Lào có đội hình trẻ và non kinh nghiệm, trong khi Malaysia bất ổn về mặt lực lượng. Indo đối đầu Việt Nam khi họ thiếu vắng vài vị trí chủ chốt nhưng vẫn có điểm, đó là lời cảnh báo tới thầy trò ông Park, chúng ta không thể giữ suy nghĩ đương kim vô địch và chủ quan được. Việt Nam có nhiều lợi thế trong cuộc cạnh tranh vé và chơi bán kết, chỉ cần không thua Campuchia thôi, đoàn quân thầy Park chắc chắn đi tiếp. Ở bảng A, Thái Lan và Singapore là hai đội đi vào bán kết. Và cuối cùng thì chúng ta thắng 4-0 Campuchia nhưng lại giữ ngôi nhì bảng, chính thức gặp Thái Lan ở trận bán kết. Tấn Trường bắt chính trận Việt Nam-Campuchia. Quý vị ạ, 18 giờ ngày hôm nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố đội hình ra sân của trận đấu. Huấn luyện viên Park Hang Seo đưa Tấn Trường, Duy Mạnh, Tiến Linh trở lại đội hình xuất phát. Hồ Tấn Tài có lần thứ hai ra sân ở giải đấu này. So với trận gặp Indo, 4 cầu thủ đá chính bị thay ra ở cuộc đối đầu Campuchia, Nguyên Mạnh, Thành Trung, Văn Thanh, Tuấn Anh. Khi tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai không có mặt, Quang Hải đã cặp tiền vệ trung tâm cùng Hoàng Đức. Bộ ba tấn công Văn Đức, Tiến Linh, Công Phượng. Trong đó Văn Đức, Công Phượng hoạt động rộng ở biên phải, thường xuyên lui về hỗ trợ đồng đội phòng ngự cũng như triển khai bóng. Ở trận này, nhiệm vụ chính của hai hậu vệ cánh Hồng Duy, Tấn Tài. Trước khi trận đấu này diễn ra, thầy Park tuyên bố cho Việt Nam chơi tấn công áp đảo để giành chiến thắng. Hai trong ba trung vệ của Việt Nam, Tiến Dũng, Ngọc Hải cần cẩn thận, nếu như nhận thêm một thẻ vàng thôi là sẽ bị trao giò ở trận bán kết. Huấn luyện viên Thái Lan tính đường dài cho hành trình chinh phục chức vô địch AFF Cup. Mặc dù mới nhận lời dẫn dắt Thái Lan từ tháng 9 năm nay, cùng với đó là khoảng thời gian làm việc với các cầu thủ không nhiều, tuy nhiên ông Mano Phongking đang tạo ra nhiều dấu ấn. Những chú voi chiến đã kết thúc vòng bảng với 5 trận toàn thắng, dẫn đầu bảng A. Trong trận cuối cùng gặp đội chủ nhà Singapore, huấn luyện viên mang hai quốc tịch Đức, Brazil có nhiều thay đổi về nhân sự. Tuy nhiên, dù sử dụng đội hình dự bị, Thái Lan đánh bại đội chủ nhà tỷ số 2-0. Chia sẻ về quyết định của mình, cựu thuyền trưởng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 11 cầu thủ đá chính trong trận này xứng đáng được ra sân, dù có thể rủi ro, họ đã tập luyện và cố gắng mỗi ngày. Bên cạnh đó, tôi có cơ hội để đánh giá thực tế các cầu thủ vì Thái Lan còn nhiều trận phía trước nữa. Tôi chưa có nhiều cơ hội xem họ thi đấu, đây là cơ hội để tôi có thêm sự lựa chọn linh hoạt cho các trận tới. Cuối cùng trụ cột của tôi cần được nghỉ ngơi trước khi đá bán kết, họ thi đấu rất nhiều trong giai đoạn đầu mùa giải. Tôi không nghĩ ai đó có thể đá hết các trận trong 30 ngày như vậy, cầu thủ của tôi cần nghỉ ngơi hướng tới giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải. Tại bảng B, Malaysia, Việt Nam, Indo phải chiến đấu hết sức để có vé vào bán kết. Tôi không nghĩ Thái Lan có lợi thế hơn các đội bóng khác. Với việc dẫn đầu bảng A, Thái Lan chính thức đối đầu với Việt Nam tại bán kết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé.